Mùa hè nóng nực, khi đi xe máy, nhiều người sử dụng áo, váy chống nắng to, trùm kín người. Tuy nhiên, do cách mặc đồ chống nắng sai nên đã xảy ra không ít những vụ tai nạn bất ngờ. Hôm nay, cùng tổng hợp lại những vụ tai nạn bất ngờ do áo chống nắng cuốn vào bánh xe. Những vụ tai nạn bất ngờ do áo chống nắng cuốn vào bánh xe. Mùa hè nóng nực, khi đi xe máy, nhiều người sử dụng áo, váy chống nắng to, trùm kín người. Tuy nhiên, do cách mặc đồ chống nắng sai nên đã xảy ra những vụ tai nạn bất ngờ. Xem clip: tai nạn bất ngờ vì áo chống nắng cuốn vào bánh xe. Thay vì chọn một chiếc áo, váy vừa với bản thân, ít ảnh hưởng đến quá trình điều khiển xe thì nhiều người lại lựa chọn đồ dài, rộng với mong muốn trùm được kín tay chân khi ra đường. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đi xe máy bất ngờ ngã xuống đường do vạt áo chống nắng cuốn vào bánh xe. Theo hình ảnh trong clip, người ngồi sau xe máy mặc áo chống nắng loại dài, rộng trùm kín người. Trong quá trình di chuyển, gió đẩy vạt áo mắc vào bánh sau của xe nên và khiến người phụ nữ ngã xuống đường. Tình huống đặc biệt nguy hiểm khi đi ngay phía sau là ô tô. Trước đó, vào đầu tháng 6, Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, Quảng Ninh đã cấp cứu trường hợp bị lún xương cột sống do áo chống nắng cuốn vào bánh xe, giật ngã người xuống đường. Bà TTH, 63 tuổi, trú tại thành phố Uông Bí, Quảng Ninh nhập viện với chấn thương gãy hở độ hai đầu dưới xương quai trái, lóc da mặt mờ u bàn tay trái, lún xương cột sống đoạn D12, L1. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật xử trí vết thương cho người này. Vào ngày 17 tháng 5, tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An cũng đã xảy ra vụ tai nạn tương tự khi cháu NTA, 8 tuổi, trú tại xã Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Nghệ An được phụ huynh chở xe máy về nhà sau giờ học. Do trời nắng, người nhà cho cháu A mặc áo khoác chống nắng. Trên đường đi, áo bị cuốn vào bánh xe và kéo theo cháu A ngã xuống đường. Tại trung tâm y tế huyện Tân Kỳ, các bác sĩ xác định cháu A bị gãy hở 1/3 dưới xương cánh tay trái. Chọn mặc áo chống nắng thế nào cho an toàn? Theo chuyên gia đào tạo lái xe an toàn, người điều khiển phương tiện không nên lựa chọn váy, áo chống nắng quá dài và rộng vì sẽ dễ bị cuốn vào bánh xe. Cần chọn áo chống nắng phù hợp, không che khuất tầm nhìn phía trước và dễ quan sát hai bên. Trên thị trường hiện nay có nhiều loại áo chống nắng kèm khẩu trang che toàn bộ khuôn mặt chỉ để hở phần mắt. Sử dụng loại áo chống nắng này sẽ rất khó để quan sát khi lái xe, vị chuyên gia cho biết. Chuyên gia này nhấn mạnh, trong khi sử dụng áo, váy chống nắng, người lái xe cần chú ý vén áo gọn gàng, quan sát cẩn thận trước khi di chuyển. Lưu ý với người ngồi sau xe cũng cần gọn gàng, không để áo chống nắng trùm lên cả phần sau vì áo dễ mắc vào bánh xe dẫn đến tai nạn giao thông, chuyên gia cho biết. Lưu ý đặc biệt với những người ngồi vắt chéo chân hay ngồi lệch một bên khi đi xe máy thì nguy cơ xảy ra tai nạn do cuốn vạt áo chống nắng vào bánh xe sẽ cao hơn. Các chuyên gia nhấn mạnh, trong khi sử dụng áo, váy chống nắng, người lái xe cần chú ý vén áo gọn gàng, quan sát cẩn thận trước khi di chuyển. Đặc biệt với những người ngồi vắt chéo chân hay ngồi lệch sang một bên khi đi xe máy thì nguy cơ xảy ra tai nạn do cuốn vạt áo chống nắng vào bánh xe sẽ cao hơn rất nhiều.